Sau những biến động trên thị trường thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục có những thay đổi đáng chú ý. Sáng 9 tháng 11 năm 2024, đầu phiên giao dịch, giá vàng miếng trong nước giảm 200.000 so với cuối phiên một ngày trước đó. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào vàng miếng ở mức 82 triệu đồng, bán ra 85,8 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG cũng mua vào vàng miếng ở mức 82 triệu đồng, bán ra 85,8 triệu đồng một lượng. So với cùng thời điểm, khoảng gần 10 giờ sáng thì mức giá này thấp hơn các đơn vị kinh doanh khác 200.000 đồng ở chiều bán ra, khi tập đoàn Doji, công ty Mi Hồng hay công ty Bảo Tín Minh Châu đều có giá bán ra ở mức 86 triệu đồng. Còn về vàng nhẫn, công ty SJC mua vào với mức 82 triệu đồng, bán ra 84,8 triệu đồng. Công ty PNG thì cao hơn khoảng 800.000 đến 1 triệu đồng, mua vào 83,4 triệu đồng, bán ra 85,2 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào vàng nhẫn 83,35 triệu đồng, bán ra 85,15 triệu đồng. Công ty Bi Hồng mua vào 82,7 triệu đồng, bán ra 84,7 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn. Trong nhiều ngày qua, các công ty vàng bạc đá quý nhiều lần thay đổi giá mua bán vàng nhẫn 4 số 9 theo chiều hướng tăng dần trong ngày. Chẳng hạn, đầu ngày giá bán vàng nhẫn của nhiều công ty vẫn dưới 85 triệu đồng một lượng thì đến chiều tăng lên trên 85 triệu đồng. Hôm 8 tháng 11 khi giá vàng bật tăng trở lại, lực mua vàng xuất hiện nhiều hơn trong khi bán ra thì nhỏ giọt. Nhiều người dân đến tiệm vàng nhưng thay vì bán ra như hôm trước thì nay lại mua vào. Tại vì em thấy thật ra giảm là một phần, nhưng mà em thì em không phải là đầu cơ ngắn hạn, mà em mua để tích trữ dài hạn hơn, cho nên lại quyết định đi mua. Em thì thật ra em ít đầu tư vàng, nhưng mà em nghĩ nguyên tắc thì nên dành 30% khối lượng tài sản cho vàng, 20-30%, tại vì nó không phải đầu cơ. Vàng nó là kim loại quý hiếm nên là cái độ an toàn của nó cũng cao, thì đó là lý do em chọn vàng. Thì đó là lý thuyết mà em nghe, đọc, học từ những ngày rất là xưa. Cú lao dốc hơn 80 đô la Mỹ một ounce trong một ngày, cùng với việc giá vàng miếng SJC ở Việt Nam giảm đến 6 triệu đồng một lượng, rồi nhanh chóng phục hồi, khiến nhiều nhà đầu tư và chuyên gia bất ngờ. Mặc dù trước đây, nhiều dự báo cho rằng giá vàng sẽ giảm khi ông Donald Trump thắng cử tại Mỹ, nhưng mức giảm mạnh này vẫn ngoài sự dự đoán. Theo phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, trong 10 năm qua, giá vàng thường tăng mạnh trước các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhưng sau khi tân tổng thống nhậm chức, vàng có xu hướng giảm vài trăm đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, trong dài hạn, giá vàng sẽ tăng lại nhờ các yếu tố như các ngân hàng trung ương mua vàng dự trữ và nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ. Trong thời gian Donald Trump làm tổng thống, đô la Mỹ có khả năng tăng do các chính sách kinh tế khiến giá